Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món đậu bao bố mình vừa mới làm xong. Và làm thế nào chúng ta có được cái món ăn như thế này thì hôm nay em mời các bạn cùng vào bếp với mình để nấu cái món này các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ quay một video clip về món đậu phụ bao bố nhé. Cái món đậu phụ bao bố này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái bìa đậu nó nhỏ nhỏ như thế này và nó hình chữ nhật ấy, dài như thế này thì mình làm mình luộc nó sẽ dễ. Các gia vị kèm theo như là tỏi này, hành khô này, mộc nhĩ, nấm hương. Mộc nhĩ thì các bạn lấy cho mình 2 đến 3 lá. Còn lại nấm hương thì các bạn chuẩn bị cho mình 3 cái nấm hương nha. Cà rốt này, 1/2 củ, hành lá. Cái phần hành lá này để lát nữa chúng ta buộc nó lại nhé. Rồi, và cái phần đậu này bây giờ thì các bạn sẽ dán vàng hết lên cả bốn mặt giúp mình. Dán thật là giòn lên các bạn nha. Mang tay rồi. Các bạn cho đậu vào, các bạn chiên lên cho mình nhá. Các bạn chiên vàng già lên nhá. Các bạn chiên tất cả các mặt vào, thêm một cái mặt ở phía đầu này nha. Trong lúc mà chờ cái phần đậu chiên nó được ấy thì chúng ta sẽ làm cái phần rau củ quả này các bạn nhé. Cà rốt ấy, thì các bạn sẽ bào nhỏ ra cho mình. Sau đó thì các bạn bào sợi, sau đó các bạn băm nhỏ ra nhé. Băm nhỏ ra nhé, các bạn băm nhỏ ra để lát mình nhồi vào trong phía trong cái đậu hũ. Cái phần hành này thì các bạn sẽ trần cái lá hành này để lát nữa mình buộc được cái phần đậu. Đây, cái phần nấm hương và mộc nhĩ này thì các bạn cắt bỏ cái phần chân nhé, sau đó thì các bạn cũng thái nhỏ và băm nhỏ ra cho mình. Các bạn ơi, bây giờ cái phần mộc nhĩ và nấm hương này ấy, thì các bạn sẽ thái nhỏ, băm nhỏ ra cho mình nhé. Hoặc là các bạn có thể dùng cái máy xay ấy. Các bạn xay nó ra. Máy khô thì các bạn cứ thái nhỏ cho mình như thế này. Các bạn cứ băm nhỏ cho mình ra nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào cái bát này.
Cái phần cà rốt các bạn cũng sẽ băm nhỏ cho mình một lát nữa. Các bạn sẽ xào chung vào nhau để cho nó chín nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn chiên đậu vàng tất cả bốn mặt như thế này rồi thì các bạn sẽ chiên cho mình cái phần đầu của một cái đậu nhé. Các bạn sẽ để cho nó đứng lên như thế này để mình lấy một cái phần đầu già ấy, để khi mà các bạn quét được cái phần trong thì nó không bị bục ra. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã để cái phần đậu này của chúng ta nó nguội rồi ấy, thì các bạn sẽ cắt cho mình sẽ cắt một đầu nhé, sau đó thì các bạn sẽ khoét, các bạn khoét cho mình thật là khéo nha, để cho nó không bị vỡ. Đó, các bạn lấy từng chút một nhé. Xoay bánh liếm kẹp là. Trong sữa ăn ngon không thể làm một tí độ. Các bạn nhỏ, các bạn nhỏ nhà mình. Dây chuyền và hình trái tim có chữ L. L là gì? Chữ cái đầu tiên của chữ Ngọc. Na, đúng rồi. Ngọc La. Đấy, các bạn cứ khoét cho mình như này nhá. Các bạn khoét làm sao để cho cái đố La biết em phần tên, vỏ biết đậu tên gì? Cái phần vỏ đậu của chúng ta nó không bị vỡ. Không bị vỡ, để lát nữa cho các bạn nhồi cái phần nguyên liệu đã chế sẵn như thế này không nhé. Không phải. Ok. Đây các bạn thấy không? Đấy, sau đó lát nữa thì các bạn dùng cái đố tường vi. Cái phần đố tường vi. Vâng, vi gần vi. Vi vi sắc quý. Vâng, vi sắc quý. Em nghĩ là vâng, vi nào. Nga quý. Cuộc đời sao vì cô đã hết. Em có sai đâu không? Là anh còn hết. Thì ai đã sai? Thì anh đã ở đây. Thì bọn con xin lên. Thì lên lên con trai gì? Là bọn con bọn yêu quá. Và mình nít yêu quá. Nhưng các bạn ơi, các bạn sẽ cho cái phần đậu mà các bạn lấy ở trong cái phần sụt ấy. Sau đó thì các bạn sẽ trộn trộn đều lên nhé. Lại thì lâm hồng. La về phô bố lâm, nó gọi lâm phẩm. Nó hai lần rồi, không nhận rồi, cố tình rồi. Các bạn sẽ nhồi cái phần nhân này lên nhé. La sọt. Đó, sau đó các bạn sẽ buộc cái phần phần lá ấy vào đây nha. Rửa tháng gì, mọc thật rồi đây này. Rửa tháng xong rồi. Cảm giác thấy
một cái khác, còn một cái chưa từng nhìn. Đây là mọc dưới chiếc đúng không? Bye bye. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn trần qua cái hành cho mình như thế này ấy, sau đó các bạn vạch ra và các bạn buộc nó lại như kiểu các bạn đang buộc cái bao á. Đây. Đấy. Đậu bao buộc. Ớt lấy vỏ. Mon. Mon một giờ rồi. Đây các bạn ơi, các bạn bao cho mình được thành 4 cái bao như thế này. Sau bây giờ thì các bạn sẽ sốt cái phần nước sốt cà chua nhé. Các bạn sẽ làm nước sốt khoảng 3 đến 4 quả cà chua nhé. Ở đây thì mình làm nước sốt khoảng 3 quả cà chua. Cái phần nhân còn thừa nhá thì các bạn sẽ cho mình một chút bột bắp vào, sau đó thì các bạn vo thành viên để lát nữa mình sốt cùng. Để nó tạo cái độ kết dính, độ sánh. Viên tròn vừa phải cho mình nhé. Các bạn cho viên như thế này. Lát nữa chúng ta cho vào như kiểu là những cái viên mọc ấy. Các bạn sẽ cho nước vào để chúng ta làm nước sốt nhé. Cái phần nước sốt này thì các bạn nêm đến gia vị luôn cho mình. Một chút bột nêm. Khi mà các bạn thấy cái phần cà chua, nước sốt cà chua nó nhuyễn rồi thì các bạn cho cái phần đậu này vào nha. Đó, khi mà các bạn cho những cái đậu bao bố này vào thì nó, các bạn đừng có lật nhiều nha. Đó, các bạn chỉ đánh như vậy thôi. Các bạn đun sôi lên, tại vì là tất cả các nguyên liệu ở đây nó đều là những cái nguyên liệu mà chín rồi ấy, cho nên là các bạn chỉ cần cho vào cái này nó sôi đều hết lên là các bạn có thể tắt bếp nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn thấy nó sôi đều lên như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp lên cho mình nhé. Các bạn tắt bếp lên. Các bạn ơi, vậy là mình đã làm xong cái món đậu bao bố này rồi và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món này các bạn nha. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo của mình.